Bây giờ thì mình sẽ như thế này nha. Không không biết rồi, em không buông đâu. Không nghĩa thôi, đừng thể ăn, đừng đừng. Không lại luôn, dậu ra. Không lại luôn mọi người. Không bu lại luôn. Không ăn luôn. Đừng thể thức ăn nữa. Nó không lại. Không, được bạn thích ăn. À, nếu như con cá nó ăn thì mình sẽ cảm nhận được nó ghĩa. Nó sẽ ghĩa cái tay mình luôn. Nó tránh xa con cá luôn á. Nhưng mà nó không ăn, nó tránh xa con cá này ra luôn. Chào cô bác quý anh chị, thì Bụi Hồ đang ở một cái trong một những cái chợ quê của huyện Phú Tân ở tỉnh An Giang. Thì hôm nay Bụi Hồ đến đây mua một ít đồ dùng để mà đi làm một cái video clip ở đây. Yeah, bây giờ sẽ kiếm cái thiết bị cần thiết mình mua. Giống như là cái chợ phiên của ở miền Bắc. Trước thì Bùi Hồ có quay ở Cao Bằng, cũng gặp một cái chợ phiên họ họp nhóm như thế này. Nhưng mà chợ phiên thì mỗi ngày họ họp một lần. Còn mỗi một tuần, 5 ngày họ họp một lần. Còn chợ đây là chợ quê ở miền Tây nên ngày nào họ cũng họp. Và họ bán rất là nhiều cá như thế này. Một cái đoạn trên cái con kênh Thần Nông, nơi mà cái loài cá tra nó vô sinh sống ở nhà anh Năm Đặng rất là nhiều, với số lượng hàng ngàn con. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy cái con sông này nước nó vẫn chảy im đềm như thế này. Và bên kia là cái dụng cụ bắt cá của người dân ở miền Tây, đó là cái giớn đó. Cái giớn đó thì người ta sẽ dụ đàn cá vào và người ta sẽ bắt. Nhưng mà chúng ta thấy sẽ không có cá nhiều. Nhưng mà cách đây khoảng chừng 500 mét thôi thì nhà anh Đặng nơi đó là nơi tụ hợp của tất cả các loài cá tra. Bây giờ mình sẽ đi theo cái hướng này đi xuống nhà anh Đặng. 9 giờ sáng thì Bùi Hồ đang có mặt tại cái nơi mà anh Đặng cho cái đàn cá ăn để mọi người có thể tham quan. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ qua thực hiện một cái video clip này có phần mang một cái ý nghĩa tâm linh. Thì cô bác với anh chị cùng đi theo Bùi Hồ để vô gặp anh Đặng hỏi xin anh Đặng nha. Anh Đặng ơi, cho em với bạn Nghĩa Trần có thể trao đổi với anh tí được không? Dạ. Dạ, em tôi ngay bây giờ cái nhỏ em mới sớm này, thậm chí hồi mới hồi nãy luôn đó nè. Giờ dạ. Tôi nó có mằng mua cá chết mà mằng không mà cá lóc được cái đồ chu thảy ba cái vụt ếch vụt cá là nó có dạng nó không ăn. Trời liều bìu vô mấy con ếch có mấy ếch này cái nó ăn thôi chứ nó không ăn. Là nó ăn chay thôi. Mình không biết nó ăn chay không nè, mà chứng minh nó có thấy là mình thấy là nó không ăn. Là cá nó không ăn hay chứ mà. Cá với ếch ba cái vụt cá vụt chuột mà kia đồ mình thấy cá ở ngoài thì thử thật nó ăn thôi nhưng mà cái này là nó không ăn. Vậy hả? Dạ, thấy nó cho liều bìu. Cái tại vì cái mùi hương của thức ăn như thế này nè, nó sẽ có một cái mùi hương đặc trưng. Có thể là nó sẽ quen cái mùi hương của thức ăn này, nó sẽ không ăn những cái mùi hương thức ăn khác. Thì để kiểm chứng thật sự thì hôm nay anh cho em thử với lại cái đàn cá này nha. Yeah. Em sẽ cho em đang chuẩn bị một cái con cá lóc nướng thật là thơm. Yeah. Em sẽ cho nó ăn. Yeah. Rồi thì sao cái lời chú Năm nói cá. Bây giờ mình bây giờ mình sẽ thử xuống cho nó ăn thức ăn này thử nha mọi người. Và cá này sáng sớm mình đi với bạn Nghĩa là đi sáng sơ gông gũi miền Tây sáng sớm để xem coi đàn cá này nó lúc đói thì nó có ăn hay không. Nó dục thức ăn thì nó ăn ha. Mà sáng mình với bạn Nghĩa đi mua ở chợ cách đây không xa và mình nướng ở nhà người dân uống cà phê rồi nướng ở nhà người dân luôn. Cái con cá lóc này em đã nướng rất là thơm. Em đã tạo mùi thơm cho cái con cá lóc như thế này rồi. Nguyên con ủng lắm mày. Không, lát nữa mình xé ra từng miếng nha. Từ từ thôi. Vâng. Con để đúng không đâu. Không, mình sẽ xé ra từng miếng nhỏ như thế này. Rồi bây giờ mình với bạn Nghĩa sẽ đi xuống nha. Bây giờ em nhờ anh cầm cá này với em. Hai anh em mình sẽ đi xuống cầu ha. Rồi bây giờ anh cầm đi. Em với anh với Nghĩa, tại vì em có một tay thôi. Rồi bây giờ để kiểm chứng cái sự thật như thế nào thì hôm nay mình sẽ mời chủ nhân của nơi nhà này, chính là nơi nuôi đàn cá luôn. Mình sẽ xem thử cái đàn cá này có ăn cá không. Có, nó có ăn đồng loại của nó không hả? Để cho em xé từng miếng nha anh. Sáng tôi thấy cái nó cũng ăn nữa. Bây giờ cá này thì mình sẽ để anh nhờ anh Đặng cầm giùm. Thì bây giờ mình sẽ cái mùi hương của con cá này nè. Mình đã nướng nó chín sẵn rồi. Thơm lắm mọi người ạ. Nói thật mọi người thì con cá này á, mấy người mà ghiền rượu là phái nhậu lắm luôn. Nhưng mà mình sẽ bỏ nó xuống nha. Thì đây không phải là một cái
cái em làm muốn làm hại nó gì, nhưng mà mình muốn thử thách coi nó có thật sự là giống như lời của anh nói không ha. Chưa chưa hả? Mày để anh tay mới biết ăn hay không? À, để anh tay. Có cái hơi lại nút rồi. Để sau. Để em đi qua bên kia. Nó thì bây giờ bùi hồ để cá xuống nè. Coi những cá lại có ăn. Mà... ăn cá nó hay không? Rồi nó không ăn ta. Để sâu xuống luôn ngay, nó có ghẻ là ghẻ không? Ừ. Thôi chưa thấy không? Ờ không ăn. Đó, để nguyên con cá luôn, để nguyên. Không không không, em. Đây đây là miếng cá lớn nè. Cầm trên tay luôn á, cầm tay luôn. Sâu xuống, để sâu xuống. Để sâu nó đợi. Nó nghe mùi thì nó không lại tay. Thấy không? Có một cái miếng thức ăn nè, bây giờ mình sẽ gãi thức ăn xuống nha. Là để coi cá nó có tập trung ở đây nhiều hay không. Đó. Tụi nó là tập trung ăn lên cả mặt nước nhiều như vậy. Một tí nữa đi nha. Một tí nữa nha. À. Trong người á, ngay chân mày nó vô à. Đúng không? Nó ăn, nó vẫn ăn. Đây nè. Đó. Nó bu lại nó ăn, đúng không anh? Miếng cá vô đây. Bây giờ em sẽ để một miếng cá nó ăn không? Nó là vẫn đang ăn nha mọi người. Cá lóc vừa nướng hồi nãy luôn mọi người, rất là thơm nha. Nhưng mà thấy nó không lại ăn, không lại luôn, không bu quá. Không ăn luôn. Nó lạng ra. Ôi đây là một loại cá linh chứ không phải là cá thường nha mọi người. Bỏ xuống này đi, nó để nhà nha. Nó không bu lại luôn không? Không lại luôn. Nó lại giạt cho luôn. Thức ăn kia đồ chú thảy nó đây nè, thức ăn đó nè thức ăn ở đây nó sẽ lại con thảy ít thôi nha. Rồi nó lên ăn rồi nó hết thức ăn đi nha con. Nói chung là cũng khá là lạ, theo anh Đặng thì chia sẻ là con đừng thảy thức ăn nữa nha. Cá này là loài cá ăn chay. Còn bữa họ bỏ cái miếng cá lóc nướng á thì đàn cá nó không lại ăn. Và chưa thấy cô chia sẻ cá sống nó vẫn không lại ăn. Mặc dù theo anh cảm nhận coi cá này nó thơm không anh Đặng nè. Thơm chứ. Chú cầm nguyên con cá mới nướng mà nó kìa không à. Bây giờ thì mình sẽ như thế này nha. Đừng có buông em mà. Không không biết rồi, em không buông đâu. Không dễ thôi, đừng thấy ăn, đừng ăn. Không lại luôn, dạo ra. Không lại luôn mọi người. Không bu lại luôn. Không ăn luôn. Đừng thấy thức ăn nữa rồi. Nó không lại luôn. Thử, nó mùi nó không hả? À, nếu như con cá nó ăn thì mình sẽ cảm nhận được nó ghẻ. Nó sẽ ghẻ cái tay mình chung luôn. Nó tránh xa con cá luôn á. Nhưng mà nó không ăn, nó tránh xa con cá này ra luôn. Ôi. Nó như thế là chứng minh thời gian đây. Tại vì em rất là tò mò khi ngày hôm qua anh thông báo với em rằng cá này giống như ăn tương. Nó những cái loài thức ăn mà nó à, bây giờ em sẽ thảy ở đó nha. Em sẽ thảy ở đó nha. Cái này là em không có cố tình xúc phạm gì, em chỉ muốn thử kiểm chứng nó có ăn hay không thôi nha. Có gì thì xin lỗi nha. Nó quặn ra, quặn ăn, quặn thức ăn thì nó bu lên giống đâu. Khi mà nó quặn ăn thì cái bụng nó sẽ lên, nó đẩy ra đàn cá lên nha. Nè khi thảy thức ăn thì nó lên như thế này nè. Nó bu lên quặn rất đó. Ờ đúng rồi. Cá thì chụp miếng cá lại cái đó thì nó chìm luôn, nó quặn lên. Trời ơi thức ăn kìa. Em dục nè. Thôi mấy con bé đừng gãi nó con. Đừng gãi thức ăn nữa con. Cá nó sáng nay nó có được ăn chưa anh? À, cũng có cho ăn sớm giờ rồi. Dạ. À, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn đói đúng không? Dạ, ăn tại giờ chút cho mấy bao cho nó ăn cũng hết chút rồi. Nghĩa, nè thảy thử miếng coi. Nó miếng cá ghẻ vô đi. Thì mình đang cầm miếng cá đó. Bằng nghĩa nó sẽ thấy là ngay chỗ này nè. Ờ. Đó, thì nó không bu lại nha. Khi mà mình nhưng mà mình thảy thức ăn nè. Mình vừa thảy thức ăn lên đây thì nó lại bu lại, nó lên ăn. Nói chung là hôm nay á thì em có quay, em có hỏi xin phép anh là lý do là em muốn kiểm chứng đàn cá này nó ăn chay và nó không ăn thịt những đồng loại nó hay sao. Dạ, những mà ếch nhái thì kêu đồ mô lần, tôi nói ví dụ cá trong hầm mô lần thì nó ăn hết trơn ba cái đồ ấy đó. Dạ. Tại giờ hãy nó coi điều gì tôi chỉ nói luôn chứ. Dạ. Rồi một lần nữa Bùi Hồ một nhé cầm giùm lần nữa thì Bùi Hồ sẽ thảy một miếng cá thơm ngon như thế này cô bác với anh chị.
cái mùi thơm cảm nhận của cá, mùi hồ muốn nướng á là để thử cái độ thơm của con cá, thử cái độ thơm con cá nó tạo một cái mùi giống như là mùi của nước ăn. Nhưng mà khi mình thảy xuống ở đây, thảy gần gần thôi, gần gần thôi, không lại luôn, không lại, không lại. Tụi nó không ăn, nó chỉ ăn rau muống với lại thức ăn thôi anh hả? Yeah. Nó chỉ ăn thức ăn rau muống hay không mà cơm bỏng thì cứ đồ kêu vô đồ gì thì thảy xuống nó ăn đâu. Đồ chay là ăn. Cơm ăn không? Cơm ăn, cơm đúng thì thảy xuống, mì bỏng thì thảy xuống đều ăn hết. Ngoại trừ cá hoặc là những cái thức ăn sống. Thức ăn này không ăn. Ếch bỏng vô cá cái đồ nó thảy xuống nó trôi liền đều chứ không ăn. Cái này nó đâu anh để thử, anh cầm con cá anh để xuống cho em coi. Giống như sự linh tính hay như nè. Cá này nó có linh tính. Thả nguyên con luôn được. Thôi thôi đừng thả, nó không ăn ô nhiễm lắm. Như thế nó đâu lại còn nào lại nữa rồi. Nè. À, chú Năm thì ông cầm một cái con cá để xuống thì cá cha nó không có lại. Không ăn. Nhưng bây giờ chú Năm bốc một nắm thức ăn thử chú Năm. Nắm thức ăn. Chú Năm bốc một nắm thức ăn để xuống coi như thế nào nha. Đó. Thì nó lại. Nó lại rồi. Nó bắt đầu nó lại nó lại nó lên còn cá thì nó tránh xa ra luôn. Cô bác quý anh chị thì có những chuyện mà mình khó có thể giải thích được khi mà đàn cá này tụi nó chỉ ăn thức ăn và ăn rau muống với lại cơm hoặc là bánh mì thôi. Những cái thức ăn có nhiều nguồn khác nhau nè, rồi có mùi hương khác nhau nhưng tụi nó vẫn ăn. Nhưng mà khi bùi hồ để một cái con cá lóc với một cái mùi thơm đặc trưng mà tụi nó vẫn không ăn. Chị thấy cái đàn cá không ăn chị thấy kỳ lạ nhiều không? Kỳ đó giờ đâu có thấy gì đâu. Bình thường chị có nuôi cá không ta? Không. Dạ. Thường thì cá tra thì nó ăn đủ loại thức ăn, nó là một loài cá ăn tạp. Nó không ngại thức ăn. Nhưng mà thấy điều này kỳ lạ quá. À, bác có đây, ngày xưa giờ bác chỉ thấy cá tra nó là ăn tạp, nó nhiều lắm hả bác hả? Ừ, đủ thứ ăn, thứ gì cũng ăn chứ. Dạ, nhưng mà loài cá này thì bác thấy sao? Thấy không dài kìa, đồ ăn ba cái này sao mà cá đồ thảy xuống không ăn, nó da chuột kìa. Dạ. Chứ cá kia là cá hầm đó là da chuột thảy xuống là nó ăn dữ lắm rồi, màu bén của nó rồi. Ôi, bác có cảm thấy sự lạ kỳ ở đây không? Thì thấy cũng hơi lạ lạ đó. Dạ. Chứ cá cha ăn tạp lắm. Dạ. Nhất là da chuột rồi đó. Cá này cá gì nó cũng ăn. Sao cái này cá này sao nó không ăn da chuột này. Con mới thảy con cá xuống nó vẫn không ăn. Con cảm ơn bác rất là nhiều nha.